Chị biết là thậm chí có những lúc á, em cầm một ổ bánh mì thôi, em ngồi ngay góc đường á. Cái đài truyền hình của em nó nằm ngay góc đường. Thì khi mà mọi người về hết rồi nhưng mà em không có xe em đi về. Tức là em ngồi đây em ăn bánh mì để em chờ người ta đến đón. Thì lúc đó em mới nghĩ rằng là rốt cuộc thì mình đang chọn cái con đường mình đi nó đúng hay không? Từ nhỏ, chị mới có 4 tuổi thì em không có một cái gia đình hoàn chỉnh như những người khác. Cho nên là trong cái ý thức sống và tất cả mọi thứ em làm á, em đều muốn là mình làm sao để mà mình dành được nhiều cái tình cảm nhất cho những người xung quanh. Tại vì chính vì mình là người mất mát, mình không được. Nên là mình sống mình muốn bù đắp lại. Yeah. Châu là một cái người như vậy mà tại sao Châu lại qua Mỹ có một mình và sống một mình trơ trọi như vậy? Bộ không thấy cô đơn hả? À? Dạ không, em thì thật sự là em là người qua Mỹ cuối cùng á. Chứ còn gia đình em thì là có mẹ em với chị em. Mà... là đã ở Mỹ hết rồi. Dạ, chị em đi Mỹ trước rồi mới đến mẹ. Rồi sau đó là em. Em kẹt lại ở Việt Nam là khoảng hơn 10 năm. Nhưng mà thực tế ở Việt Nam là cả nhà đi là mình vẫn ở một em mình. Em ở một mình. Em rồi. Cũng tự lập một mình bươn chải trong Sài Gòn cái luôn. Số một mình không? Yes. Bây giờ qua tới Mỹ, gia đình ở Mỹ mà Châu cũng là ở một mình rồi mẹ với chị đâu? À, mẹ với chị của Ngọc Châu thì đang ở bên Oregon. Tiểu bang Oregon thì cách mình là khoảng 2 tiếng rưỡi giờ bay thôi. À là lúc đầu á là Châu qua Mỹ định cư là qua với mẹ. Dạ. Xong rồi sao mà tại sao lại có ý định về Cali? Qua đó em ở được 6 tháng thì đúng là tại vì bên tiểu bang Oregon thì người Việt mình cũng không có đông. Dạ. Mà khí hậu thì mặc dù rất đẹp chị, đẹp lắm. Đẹp đúng dạ, rồi. Đẹp như là Đà Lạt của mình. Nhưng mà cũng chính vì nó đẹp thơ mộng như vậy trời, cái thời điểm đó là cái thời điểm mà em khóc nhiều nhất luôn á. Ủa sao vậy? Chị nó biết tức là hả? Nhìn xem qua TV á, thấy đồng nghiệp của mình, những người bạn của mình được đi diễn, đi hát. Thì mình lại nằm trong nhà suốt, không có làm được một cái gì hết. Tại vì mình mới qua thì chưa có lấy bằng lái xe. Cũng chưa đi đâu được. Mà người nhà dù có thương mình cỡ mấy thì họ cũng phải đi làm, họ kiếm tiền. Mà đâu có ở nhà chơi với mình được. Và lúc đó mình qua là 6 tháng đầu mình không đi làm gì luôn. Dạ, chưa có một cái công việc gì hết. Chỉ có lúc nào mà khi có show thì mới đi thôi. Em không chịu nổi là cái cảnh mà mình ngồi không mà không làm việc đó chị. Mình quen rồi, dù cho ở Việt Nam em cũng làm việc từ sáng cho mãi đến tối khuya 1-2 giờ sáng em cũng vẫn thấy vui. Nhưng mà biểu em ngồi không thì em không chịu được. Cho nên đó là lý do mà em mới nói mẹ là thôi mẹ ơi con chắc con không ở đây được. Thôi bây giờ cho con đi xuống Cali đi để con tìm một cái cơ hội mới. Để con kiếm công việc thì ít nhất là dưới đó sẽ nhiều người Việt hơn. Thì khi em xuống thì cũng may mắn lắm có một người mà đã giúp đỡ em từ những ngày đầu khi mà em đặt chân sang Mỹ chân ướt chân ráo đó là anh Lưu Việt Hùng. Anh Lưu Việt Hùng là người cưu mang em cho em ở chung trong nhà không lấy tiền nhà. Tất cả mọi thứ và giúp cho em giới thiệu công việc này, công việc kia. Cho nên em mới có cơ hội em đến được với công việc truyền hình ở bên Mỹ. Ngọc Châu lúc qua Cali á, thì Nga thấy là cũng có phần là may mắn, là vui là có ca sĩ Lưu Việt Hùng giúp cho Châu thời gian đầu. Nhưng mà tất nhiên ngoài cái sự may mắn nó cũng phải có những cái khó khăn ngay từ giai đoạn đầu. Chứ lúc mà Châu qua đây thì Châu đã có một cái hậu thuẫn là có kinh tế chưa? Hay là Châu phải mày mò hết tất cả rồi có ai... là Châu có cảm thấy cái khó khăn gì mà lúc đầu khi qua Cali? À, chắc chắn là không thể nào mà không có khó khăn được chị, mà phải nói là rất nhiều luôn á. À, có những cái giai đoạn á là em nói là em không biết là mình qua đây rồi rốt cuộc là mình sẽ tồn tại bằng cái cách nào. Nhưng mà tại vì khi mà em bay từ Việt Nam sang, mặc dù là có gia đình ở Mỹ thực tế nhưng mà em cũng không có quen là dựa dẫm hoặc là em nhờ vả gì về gia đình cả. Cho nên là em gom được một cái số tiền ở bên Việt Nam em mang qua thì được khoảng 1,000 đô. Nhưng mà 6 tháng ở bên Oregon thì em đã xài gần như là hết. Sau đó là em có đi xin là những người quen họ có cái tiệm cắm bông á chị. Em vô cắm bông thời vụ thôi. Chứ họ không thuê mình luôn. Có nghĩa là chỉ có mùa lễ Mother Day, Father Day. Wow. Yeah. Thì họ thuê mình 1 tuần, 2 tuần. Xong đến khi em làm được, em cầm được những cái đồng tiền đầu tiên trên tay mà khi em tự làm ra ở đất Mỹ á. Xài thì nó cũng sẽ hết. Tại vì mình chi rất nhiều thứ. Mình làm sản phẩm âm nhạc rồi. Vẫn làm sản phẩm âm nhạc yeah, không? Em mê lắm. Trong lúc khó khăn như vậy mà mình vẫn làm sản phẩm dạ, nhạc. Tại vì chị biết một tháng mà em không hát em không chịu nổi. Là bỏ lên YouTube mà. Dạ. Em thu âm sẵn rồi em cứ nói em để dành. Em nói thôi cứ để dành để biết đâu một ngày nào đó mình có lúc mình sẽ dùng đến. Nhưng mà phải vào phòng thu. Cái thời điểm đó khi mình qua rồi anh ngữ mình không có rồi có xe cộ mình có được mua liền không? Hay là mình phải đi nhờ vả ai đó giúp mình? À, chưa có tiền mua xe. Thì, mà vẫn có tiền làm sản phẩm âm nhạc là đúng cái như vậy yêu nghề quá mà đam mê mà cái này gọi là bất chấp. Anh Lưu Việt Hùng cũng nói em cơ chứ Châu em phải thế này thế này này nhưng mà em anh hùng bao nhiêu mà bây giờ em
không vô vòng thu thì rất là nhớ. Mà bây giờ thật sự mình qua đó thì mình không phải là bầu show nào cũng biết mình, thật sự là đúng như rồi, vậy. Mình không phải là một ngôi sao, một cái người gì quá đình đám. Đúng rồi. Cho nên bằng phải đôi tay của mình, mà em thậm chí là chị biết em nhắn tin cho các bầu show luôn. Ghê vậy hả? Em nhắn tin các số bầu show luôn. Thì cũng hỏi các anh chị, thì anh Lưu Việt Hùng cũng là người hướng dẫn cho em. Thì em nhắn thì cũng có người trả lời cho em, nhưng mà cũng có người họ hứa nhưng mà chỉ là hứa xã giao thôi. Thực ra cũng không biết là khi nào họ sẽ mời mình. Đó. Thì em sẵn sàng em bươn chải đủ mọi thứ công việc để em kiếm tiền. Thì được một thời gian em mở được khoảng hơn một năm. Thì em lại may mắn em mua được một chiếc xe cũ. Cái xe đó chạy được hơn 100.000 mile rồi. Thì bắt đầu em mua có 1.000 mấy đô thôi. Thì người đó cũng cho em trả góp. Cũng cho trả góp. Dạ, 1.000 mấy cũng cho trả góp. Thế là em lại có một chiếc xe em đi. Em đi làm thì từ đó thì giống như cái chân của mình được cởi trói vậy chị. Thì em chạy đi kiếm đủ thứ nghề. Thậm chí là lúc đó em đã từng xin anh Hoài Tâm vào bưng bê. Dạ, thì anh Hoài Tâm có nói em là Anh thật sự không nghĩ là em làm công việc này. Em đừng nên làm như vậy. Nhiều khi là cũng anh cũng bảo vệ hình ảnh cho em. Em nói em không có ngại đâu, em chỉ cần có tiền để mình trang trải cuộc sống thôi, chứ bây giờ nó khó khăn quá anh. Nhưng mà rồi sau đó thì anh Tâm nói là thôi để anh sẽ giới thiệu cái này công việc khác, chứ còn không nhất thiết là phải qua tiệm anh làm. Đó, thì may mắn sao thì em lại được một cái đài truyền hình ở bên đây. Họ có xem em qua YouTube. Họ biết em ở Việt Nam cũng có hoạt động như vậy. Thì họ mới mời em vào để công tác. Thì từ đó thì em mới có công việc ổn định hơn. Con đường của tất cả mọi người trên cuộc đời là nó phải có cửa gập ghềnh, phải có chông gai thì nó mới có sự thành công nhất định. Thì ngay chị biết là thậm chí có những lúc á, em cầm một ổ bánh mì thôi, em ngồi ngay góc đường á, cái đài truyền hình của em nó nằm ngay góc đường. Thì khi mà mọi người về hết rồi nhưng mà em không có xe em đi về. Tức là lúc mà em chưa mua xe á, tức là em ngồi đó em ăn bánh mì để em chờ người ta đến đón. Thì lúc đó em mới nghĩ rằng là rốt cuộc thì mình đang chọn cái con đường mình đi nó đúng hay không. Tại vì mình quyết định mình đam mê, mình theo đuổi cái con đường nghệ thuật, mình yêu ca hát quá, nhưng mà không biết là nó sẽ đi về đâu. Lúc đó thật sự em hoang mang lắm, em không biết là cái con đường của mình đi là nó như thế nào. Thì lúc đó em cứ ngồi ở ngay cái góc đó em cứ cầu xin. Xong rồi đến một cái người nữa mà tiện lúc đó em cũng may mắn em gặp, đó là chị Mai Thiên Vân. Thì chị cũng là cái người mà em cũng không nghĩ là một nghệ sĩ lớn mà lại giúp đỡ cho một cái đứa em mà thật sự là em không có tiếng tăm. Vì cái lúc đó khi em qua Mỹ được một thời gian thì may mắn thì cái công việc mình cũng dần dần nó ổn định hơn. Thì bắt đầu mình mới có cái động lực, mình có cái tài chánh để mà mình đầu tư cho những cái sản phẩm âm nhạc của mình. Cho Nga xin phép chia sẻ thêm một cái chút xíu một ký ức tuổi thơ ha. Cái tuổi thơ của Châu á, nó có một cuộc sống như nào? Nó có êm ấm không? Nó có một cái kỷ niệm vì vui, hay là một cái kỷ niệm gì quá buồn, hay là một cái ký ức gì nó làm cho mình nó ôm ấp cả cuộc đời mà mình chưa bao giờ chia sẻ không? Thật sự là em vẫn thèm cái hơi ấm của cha. Từ nhỏ thì em có cha, nhưng mà đến năm 4 tuổi thì cha em bắt đầu là muốn chia tay với mẹ. Thì cái lúc đó gia đình em rất là khổ. Thì em không hiểu là lý do tại sao là bố mẹ chia tay. Nhưng mà em chỉ biết là mẹ em khóc rất là nhiều. Mà mẹ em luôn bảo vệ tụi em. Tức là mẹ em không muốn cho con cái nhìn thấy được những cái cãi vã hoặc là những cái xung đột trong gia đình. Và mẹ em luôn bảo vệ hình ảnh của bố em. Thật sự là mẹ em lúc nào cũng nói là bố em rất tốt đến giờ phút này. Nhưng mà riêng mẹ em thì từ cái ngày chia tay xong thì mẹ em giống như là có một cái nỗi buồn riêng mà mẹ em không bao giờ muốn nhắc tới và cũng không muốn đến với một người đàn ông, bất cứ một người đàn ông nào. Là tới về tận bây giờ. Dạ, tại vì mẹ em lúc đó chia tay mẹ em mới có 31 tuổi thôi. Tức là trẻ hơn em bây giờ luôn. Và cái thời điểm đó mà một người phụ nữ mà chia tay á, thực sự là nó như một cái gì đó nó rất là xung đột trong gia đình và cả xã hội. Họ nhìn, họ đánh giá là dữ lắm. Cho nên mọi người nhìn mẹ em với một con mắt rất là kinh khủng. Mà thậm chí em
cũng không có bạn bè, và ngay cả những anh em họ trong gia đình cũng không chơi với tụi em luôn. Nhưng mà cái lúc mà bố mẹ chia tay như vậy, có nghĩa là ông bố đi lấy vợ khác rồi không gặp, hay là một cái gì đó rào cản mà Châu không được gặp cha, hay là như thế nào? Thực tế thì khi mà chia tay thì mẹ em ra tòa thì mẹ em vẫn nói rằng là mẹ muốn níu kéo bố em, cho nên mẹ em mới nói là để cho em phải về ở với bố, mẹ em sẽ nuôi chị. Nhưng mà sau đó thì xong thì bố em cũng lấy người khác, nhưng mà cuối cùng em phải ở với nội. Nội em thì đi gánh ve chai thì già rất là nghèo. Cũng vậy luôn. Thì cái tuổi thơ của em ví dụ như là em thấy mọi người có đồ chơi nè, có quần áo đẹp, đọc sách, đọc truyện, tất cả mọi thứ, em không có cái đó. Và cái tuổi thơ của em nó chỉ nằm ở bên cái gánh ve chai thôi. Rồi em cứ đi lụm ở trong cái gánh của nội em cứ canh. Cứ được chiều là em biết giờ đến nội em về thì em sẽ canh để em lục trước, có những cái đồ gì đẹp, cái đồ gì mà người ta bán ra đó là mình sẽ lo mình thủ trước, chứ không thôi là nội em sẽ mang đi bán cho vừa. À, là mình lấy cái đó để làm đồ chơi để mình chơi. Trời, thấy thương quá. Dạ. Từ ngày mà Châu trưởng thành tới giờ thì cái người cha của Ngọc Châu là có gần gũi với con không? Sau này thì đến khi mà em bắt đầu trưởng thành, em lớn, em vào Sài Gòn em đi học, thì lúc đó thì thực sự thì bố em cũng trải qua một vài lần hôn nhân đổ vỡ nữa. Thì có lẽ là lúc đó đến một cái tuổi nhất định thì bố em bắt đầu cũng ngộ ra. Thì bố em cũng có liên lạc thì em vẫn liên lạc. Nhưng mà thực sự để nói một cái tình cảm mà nó đông đầy á, thì nó không có được như xưa nữa. Và thậm chí là cái cảm giác bây giờ em ôm bố em á, nó cũng không có thể được. Nga hiểu cảm xúc đó. Nga được biết Châu là một cái người rất là thành công trên con đường hát bolero và đã đạt giải nhất ở tại Nha Trang Khánh Hòa, đúng không? Dạ. Thì cái năm đó là Châu bao nhiêu tuổi? Năm đó là năm 2003. Châu đã có cái đam mê ấp ủ rồi, Châu tự động Châu đi thi rồi Châu đạt giải nhất luôn hả? Dạ. Tới ngày mà Châu đạt giải nhất là Châu có qua trường lớp không, hay là tự động đi thi đạt giải nhất? Chưa bao giờ em được một ai dạy về thanh nhạc hoặc là nhịp điệu, tất cả mọi thứ là không ai dạy hết. Chỉ có cái ngày đó là vì em xem trên TV, em nghe cái thông báo thì cái giải thưởng nó quá lớn chị. Cái giải thưởng lúc đó em vẫn nhớ như in là 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Mà đối với em, gia đình em thì rất là cần. Thì lúc đó em thấy là tại vì nhà em đang dột nè. Rồi mẹ em thì muốn có cái quạt trần để cho nhà nó đỡ nóng. Tại nhà nóng lắm, nóng kinh hoàng luôn. Xong thế là em nói lén em đi thi. Thì đông. Em thi các vòng xong thì mẹ đông em hoàn toàn có không biết. Có đông thí sinh không? Dạ đông chứ, tiếng hát truyền hình là rất đông chị. À, tiếng hát truyền hình của đài Khánh Hòa. Phát thanh truyền hình Khánh Hòa mình đó. Rồi. Thì lúc đó em cứ mặc một bộ áo trắng quần xanh á, trong cái giờ đi học á là em lén đi thi. Thì đến cái đêm chung kết xếp hạng á thì mọi người ban biên tập mới gọi điện thoại bàn về nhà. Thì mẹ em nhận cuộc gọi, mẹ em mới biết là em đi thi như vậy. Cái mẹ mới nói chứ ủa mày đi thi lúc nào vậy Châu? Cái em mới nói chứ dạ bữa giờ con lén đi thi vậy đó, là qua các vòng luôn, sơ tuyển đến đêm chung kết luôn. Khi mà công bố xong á thì em là giải nhất dòng nhạc quê hương trữ tình, nhưng mà là giải nhì chung cuộc. Thi như vậy xong á thì với cái số tiền đó thì Châu đã làm những cái việc mà Châu mong muốn đó hả? Đem về mẹ em rất là hạnh phúc, mẹ em thuê người đến sửa cái ngói liền. Đi ba mẹ con chở nhau đi cái chiếc Charlie á chị, nhỏ xíu à. Ba mẹ con chạy lên phố rồi mua cái quạt trần về cho người ta lắp. Thì lắp xong thì dư khoảng còn 100 mấy 200 ngàn á. Thì mẹ em mới hỏi là bây giờ con thích mẹ thưởng cái gì? Thì cái lúc đó cái phần thưởng của em á là em nói là cho con ăn 5 trứng vịt lộn với lại 2 cái kem Won. Cái kem mà hồi xưa đẩy ngoài đường mà hồi có tiếng nhạc. Mà dám ăn thì... mình 5 cái hộp vịt lộn luôn. Tại thèm quá chị, tức là thèm ăn những cái món ăn mà mình chưa bao giờ được ăn. Đến nỗi mà cái cây kem Won á, em chỉ nhìn thấy mọi người được ăn, em chưa bao giờ được đụng đến. Mà cái cây kem mà nó có cái bánh ở bánh quế dưới mà cái trên sô cô la, cái bánh đó là nó mắc nhất trong cái vạn giá. Đúng rồi. Thì em chỉ xin mẹ em đúng cái đó thôi. Thì mẹ em mới lúc đó mẹ em nhớ hoài, sau này mẹ em vẫn nhắc. Mẹ có ủng hộ cho con đường nghệ thuật của Châu tiếp theo không? Thực sự thì mẹ em á là một người mà lâu nay do mẹ em chỉ có biết là lo cho con cái, bảo vệ cho con cái thôi. Dạ, chứ mẹ em thì không theo nghệ thuật, gia đình không theo nghệ thuật. Vì bà cũng là người buôn bán cho nên là mẹ em cũng chỉ tức là quan tâm làm sao cái cuộc sống của mình nó phải đầy đủ cơm áo gạo tiền. Chứ còn mà nghĩ tới một cái gì đó hào quang xa xôi thì mẹ em không dám. Cho nên là khi mà em đoạt giải xong về á thì rất nhiều lời mời cũng mời em đi hát. Nhưng mà mẹ em nói là thôi con mới học lớp 11 à. Thì tập trung học đi rồi đi thi đại học. Mẹ em vẫn hướng em vô cái ngành khác. Mẹ em không muốn em theo một cái gì mà về truyền thông hoặc là về hát hò hết. Em hứa với mẹ em là con sẽ học xong 4 năm đại học
Rồi sau đó thì cái tương lai con thế nào thì mày để cho con quyết định. Trong lúc đầu gia đình cũng đâu ai ủng hộ. Dạ hoàn toàn không. Dạ. Nhưng mà sau này thì Nga thấy là Ngọc Châu là một cái người rất là đa năng và có những cái thành công nhất định nè. Vừa làm ca sĩ nè, lại về làm biên tập. Biên tập là lúc đó mình làm biên tập cho Đài Khánh Hòa hả? Em vào trong Sài Gòn rồi em mới học đại học báo chí đó. Em học 4 năm báo chí xong. Thì trong lúc em mới học 3 năm thôi thì em mới đi làm bán quần áo này, đi bưng bàn, làm đủ mọi nghề để kiếm tiền. Thì trong lúc đó thì em lượm được một cái tờ báo, thì nó có cái mục quảng cáo là đài truyền hình đang tuyển nhân viên. Thì mình cứ nghĩ là tuyển đơn giản thôi, mình chạy vô mình xin. Thì họ mới đuổi em, họ nói là không được, tại chỗ này phải có bằng mới được nhận. Cái em đứng em ngồi em nói hoài, em năn nỉ hoài luôn chị. Cái hợp đồng ấy em không chịu về. Thì cái cô giám đốc cô đi xuống, cô nói chứ thôi cho nó vô, nó đăng ký đại đi. Casting qua tới 5 vòng thi á. Tức là em vẫn thi chung với những người có biên chế, mà cuối cùng họ chọn ra 5 người cho mới có em. Wow. Mà lúc đó chỉ làm biên tập thôi chị. Thì em là lúc đó cũng rất là quê mùa, không bao giờ em nghĩ là em được lên TV. Em lúc đó em cũng rất tự ti, em lúc đó ở Việt Nam em ốm lắm chị, ốm như hóm nhất à. Dạ, tóc tai rồi cũng không biết làm gì hết. Thì một ngày đẹp trời tự nhiên cô giám đốc xuống dưới phòng á, nói là cần người lên đọc bản tin. Cái em bắt em lên thử. Cái em lên thì coi như là đúng rồi, đúng ý rồi đó. Đang trông chờ mà giống như là ngồi chờ đó chị. Là chờ thời đó. Lên cho bắt đầu là ngồi vô là coi như mình đã tập luyện rồi, cho nên ít nhất là mình cũng có giống như là quen quen với lại cách đọc chữ máy móc làm sao. Thì đọc xong cái cô nói là về chuẩn bị đi, rồi đầu tuần là bắt đầu đọc định kỳ mỗi ngày luôn. Wow, cái lúc đó chị biết hạnh phúc lắm. Từ làm đọc bản tin rồi sau đó là được chia ra làm những chương trình ở ngoài hiện trường, cũng đi làm du lịch về ẩm thực, rồi giới thiệu nhà đẹp, rồi những cái talk show với bác sĩ, nói chung nhiều cái đó.